Rồi chào các bạn. Bữa nay trở lại kênh Cảnh Miền Tây 84 nha các bạn. Giấc tối này mình không có quay lại thấy mặt được các bạn ơi. Bữa nay trời mưa, giấc chiều mưa nói chung là cũng khá các bạn. Giờ này thấy nước ở trên ruộng nó chảy xuống quá trời, rồi thấy cá rô nó chạy lên cái đường này nè. Đây. Cái này là cái lò người ta đặt tôm, nhưng mà người ta thì ấy đường này, nhưng mà mình chế lại nha, chế tròn luôn. Rồi cái này là cái đồ của bạn Ngái mới chế nha các bạn. Bạn Ngái mình đem ở đây đặt nè. Đây là cái đường nè các bạn, cái đường từ ở dưới kinh đó nó chạy lên đây nè. Để mình quay cận cảnh cho bạn xem nè. Đó là dưới kinh đó các bạn, nó chạy lên. Rồi bắt đầu quay cận cảnh bằng nhái đang moi ra đang đặt đó các bạn. Rồi các bạn ơi, giờ mình sửa cái camera xong rồi á, giờ mình lấy zoom ra cho nó hơi rộng ra chút nha các bạn. Rồi mình chỉnh lại cái nó cho bạn xem. Đó, mình quay cái này là cận cảnh luôn nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi. Ok eco chạy đã nha. Rồi giờ mình xin để máy đây nha, mình đi vô nha các bạn ơi. Mình sửa cái này lại cái nữa các bạn ơi, để nó ra đó được chưa. Rồi đi mời các bạn ơi, bây giờ mình đi vô nhà nghe các bạn. Rồi.
Để cái dính nhiều. Dính còn cái rô đấy nè. Thôi, các bạn ơi. Ừ. Giờ lâu quá rồi, giờ mình ra mình thanh thứ ra có dính không? Còn cái rô. Nè. Cái rô đang lên các bạn ơi. Mình coi ra. Trời ơi, giỏi dính con cá lóc cà bá nằm trong kìa. Đây, mình đem lại mình cho cả nhà xem luôn nha. Tại vì cái này là mình để cái đèn ở đây, sớm giờ hết pin luôn. Đây nè các bạn. Trời ơi, cả nhóc luôn các bạn ơi. Đây, mình đem lại luôn cảnh cảnh cho cả nhà xem nè. Đó. Còn con chạy ra. Còn nữa các bạn ơi. Con nó mới vừa tính vô nè. Đó, cho nó vô luôn. Rồi, vô luôn rồi đó. Các bạn ơi, mới đốt điếu thuốc mình hút chưa xong nữa ra tới chỗ rồi. Đó, ra thử ra. Mà giờ bạn ngán mình dở lên, dở lên. Đây mình nhâm gần lại cái đi, cái này tại nãy mình nhâm xa nè. Ừ, đúng rồi, quên. Rồi. Đó. Đúng không? Yên không? Yên không cả nhà? Mình không biết sao. Nhưng mà thấy hay nhớ cho mình một like chỗ thấy là, rồi. Thấy là cũng có lý. Trời ơi. Trời. Thôi thẳng ra đụng mấy cái này mới đã quá trời lên cảnh rồi. Cái này. Em lên bởi cái này còn mà 3 kg, 2 kg cá ơi. Đây. Rồi ơi, lấy cái thùng lên các bạn ơi. Quá tí rồi để mình chụp tấm nữa. Rồi. Mẹ. Cái này phải đèn sáng ban ngày quá đẹp luôn ơi. Ừ. Quá hả? Này là ban ngày cái chụp hình tấm hình đẹp lắm rồi. Đây. Quá trời luôn. Quá chí luôn. Ủa nãy giờ mình tắt hay gì mà. Trời ơi. Bây giờ tắt nữa rồi cả nhà ơi. Rồi các bạn ơi. Quá trời rồi. Nóng cá nè. Khủng khiếp thiệt chứ. Công nhận ban đêm này cá nó lên, cá lóc rồi cá chê nó lên nhiều quá các bạn. Ban ngày mà hổm trước trời mưa mình đi bắt ban ngày không à. Hỏi cá lóc không có nhiều. Bữa nay đi soi ếch rồi sẵn đặt bắt ban đêm nè, cá quá trời luôn các bạn. Rồi, bây giờ đổ ra các bạn ơi. Bây giờ có quay đó. Nên là ba cái đây. Rồi, đó. Bắt đầu giờ mà bạn nhái mình mở cái hôm ra nghe cái lợp. Cái lợp á. Mở cái hôm ra cái lợp á. Mở cái hôm của cái lợp. Chạy đi. Đây. Rồi. À, đưa chân nó muốn nhảy ra. Đó. Trời ơi, trời ơi. Các bạn. Quá trời luôn mẹ. Cá chê cá lóc gì uông cá lóc nó không chịu ra. Cá lóc nó bự quá. Ra tụi nằm ngang cái lỗ nó luôn. Ra. Ra. Sao bạn nằm vậy? Cá chê tự ra hết trơn. Đây, nằm đầu nó ra đây. Đó. Trời ơi, cũng có rô luôn. Ôi giời, ôi giời. Cá này kêu bằng mà ở miền Tây mình là cá khủng luôn đó các bạn ơi. Ở miền Tây mình gọi là cá này là cá khủng luôn á. Quá trời nhiều. Quá trời lúc luôn. Bữa nay lúc kinh bánh nè. Hôm nay đi với anh Cảnh mà mình không có đem điện thoại theo. Rồi, bây giờ mình kết thúc clip đây ha các bạn. Các bạn có xem hay thì cho mình một like. Đăng ký kênh mình ha các bạn. Kênh mình Cảnh miền Tây 84, mình mới làm kênh các bạn ơi. Các bạn có xem thì nhớ ủng hộ mình đi nha các bạn. Rồi với ủng hộ kênh của Nhái Miền Tây luôn. Kênh Nhái Miền Tây thì kênh lâu rồi. Còn kênh mình kênh mới các bạn ơi. Bạn nhớ ủng hộ nha. Rồi. Rồi tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lại clip sau nha.